Trong video này, kênh YouTuber Kho Tư Liệu Xây Dựng xin giới thiệu đến quý vị về một lưới sắt chống trộm đột nhập vào sân của một căn biệt thự được thiết kế bằng tấm sắt các CNC cách điệu rất nghệ thuật. Đây là cổng chính vào sân của căn biệt thự. Còn đây là tường rào phía trước của căn biệt thự. Thường trong sân của các căn biệt thự như thế này thì người ta hay để những chiếc xe ô tô, xe mô tô có giá trị cao, cũng như là các cửa chính vào trong căn biệt thự thường là bằng các cửa kính hoặc các tấm kính cường lực trong suốt, không có bông sắt bảo vệ, cho nên gia chủ rất mong muốn được có một khung sắt bảo vệ bên trên sân để chống trộm đột nhập vào sân cũng như là vào nhà. Thì trong trường hợp này cũng để tăng sự an toàn, đồng thời cũng đảm bảo cái tính mỹ thuật chung, tránh sự đơn điệu như những khung sắt gồm các thanh sắt vuông tròn đang caro. Thì trong trường hợp này, nhà thiết kế đã chọn làm khung sắt bảo vệ bằng các tấm sắt các CNC cách điệu rất là nghệ thuật. Chúng ta nhìn từ dưới sân nhìn lên, chúng ta thấy đây là các hình hài từ sắt tấm các CNC để chịu lực cho các tấm sắt CNC. Thì có các khung sắt y cách nhau khoảng chừng 1m2. Các khung sắt y này sẽ góp phần làm cho các tấm CNC được phẳng và được chịu lực tốt hơn khi có người đi lên trên để vệ sinh cũng như là tăng trang tấm CNC khi cần thiết. Đây là khu vực sân bên hông. Với khu vực sân bên hông này thì bên trên tấm CNC được lợp bằng một lớp kiến cường lực. Chúng ta thấy lâu ngày không vệ sinh kiến cho nên nhìn lên chúng ta thấy lớp kiến hơi bị ố. Còn đây là sân trước thì không có tấm kiến cường lực bên trên khung sắt bảo vệ bằng tấm CNC. Còn bây giờ chúng tôi quay ở góc quay từ trên cao nhìn xuống. Chúng ta thấy đây là phần phía trước và bên hông của mặt tiền căn biệt thự. Chúng ta nhìn trên cao xuống sẽ thấy rõ các khung sắt y chịu lực cho các tấm CNC. Và chúng ta cũng thấy rõ hơn về cấu tạo của tấm CNC. Với cái video này thì chúng tôi chỉ quay một trường hợp thực tế trên công trường. Tuy nhiên với công nghệ các CNC hiện nay thì chúng ta có thể lựa chọn và thiết kế cho mình những hình ảnh đặc thù riêng biệt theo sở thích. Sau đó sẽ đặt các đơn vị chuyên các CNC trên sắt tấm sẽ cắt cho quý vị, sau đó mang về lắp đặt tại công trình của mình theo ý thích. Đây là khu vực sân bên hông. Chúng ta nhìn thấy bên trên tấm CNC bảo vệ chống trộm đột nhập còn có một lớp kiến cường lực. Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị bấm đăng ký kênh để được cập nhật liên tục những video về xây dựng hàng ngày.